Kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay là dịp đầu năm, Phương Văn xin phép chia sẻ ý nghĩa của tranh đồng hồ treo dịp Tết. Thường thì mọi người có thói quen, nhiều gia đình mong muốn treo tranh đồng hồ. Cái mong muốn của họ là ấm no, bình an, hạnh phúc. Thì sau đây Phương Văn sẽ chia sẻ 15 bức ảnh mà trong dịp Tết mọi người treo và ý nghĩa của nó như thế nào. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi để đôi khi chúng ta cũng vào dịp Tết chúng ta cũng treo tranh đồng hồ để mong muốn cho mình một cái điều gì đó may mắn. Mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh câu đối đỏ, bao giờ người ta cũng treo những bức tranh Tết đồng hồ, một phần là đặc sắc của dân tộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu ý nghĩa của những cái bức tranh này. Một cái Tết cổ truyền đầy đủ, không thể nào thiếu vắng tranh đồng hồ với những nét giản dị nhưng lại mang ý nghĩa rất là sâu xa. Những hình ảnh được vẽ trên tranh rất là đơn giản, thân thuộc như là con lợn, con gà, vân vân. Người ta mua tranh đồng hồ về treo trong những ngày đón xuân, mang về cho gia đình họ niềm hy vọng tốt đẹp và gửi gắm vào đó những lời cầu chúc cho đầu năm mới. Khi thì là con cái chăm ngoan, con đàn cháu đóng, khi thì là phúc lộc đầy đủ, vân vân. Những bức tranh đồng hồ không thể thiếu trong gia đình mỗi dịp đầu xuân năm mới. Tranh vinh quy bái tổ là phần thưởng vinh danh người đỗ đạt và cho cha mẹ họ hàng, người thầy, vân vân, là lúc tân khoa tỏ lòng biết ơn của mình theo đúng đạo lý của Việt Nam, công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Dân tộc Việt Nam rất hãnh diện với những truyền thống văn hóa này. Tranh tiếng tài tiếng lộc trên mỗi bức tranh là một vị thần, một tay nâng bức quấn thư tượng trưng cho việc học hành, tay kia nâng biểu tượng thần quyền. Tranh tiếng tài có chữ tài hằng nguyên chi, tượng trưng cho là của như nước nguồn. Tranh tiếng lộc có chữ lộc vị cao thăng, tượng trưng cho lộc ngày càng tăng. Hai bức tranh thể hiện mong ước được thần tài phù hộ của người nông dân ngày xưa. Tranh vinh hoa phú quý mang nhiều ý nghĩa tốt lành, là sự cầu mong cho gia đình được đầy đủ vinh hoa phú quý, con đàn cháu đóng, hạnh phúc viên mãn. Tranh đàn lợn âm dương, theo quan niệm xưa, con lợn là con vật đẹp nhất, tượng trưng cho sự ấm no, sung túc. Hình ảnh sói âm dương trên hình lợn thể hiện sự sinh sôi nảy nở. Treo tranh này vào nhà thể hiện mong ước năm mới thịnh vượng, phát tài phát lộc, đông con nhiều cháu. Tranh đàn gà mẹ con, treo bức tranh này đàn gà trong ngày Tết là ước nguyện của con người về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhà đông con là nhà có phúc, chính là cầu mong cho nhà có đông con cháu. Trong năm mới, con cháu đều khỏe mạnh, cuộc sống sung túc, đề huề con cháu. Tranh lễ trí nhân nghĩa là một cặp tranh dân gian đồng hồ nổi tiếng được nhiều người yêu thích, còn được gọi là gái sắc bế rùa xanh, trai tài ôm cốc tía. Mỗi bức tranh đều có ý nghĩa rất là đẹp. Tranh lễ trí cầu mong con cái có sự lễ phép, ứng xử với mọi người, và tranh có trí thông minh, giỏi giang sau này. Tranh nhân nghĩa cầu mong con cái sẽ được học hành hiển đạt. Bức tranh thiên hạ thái bình, tức là công múa. Tranh mang ý nghĩa đúng như cái tên của nó, thiên hạ thái bình, đất nước thịnh vượng, trị quốc, an dân, bình thiên hạ. Nước có bình là nhà mới yên vui, đó là mong ước được gửi gắm qua bức tranh. Bức tranh còn có ý nghĩa xua đuổi ma quỷ, cầu mong sung túc, an bình trong cuộc sống. Bức tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt, bức tranh này thường được đặc biệt treo vào dịp Tết ở những nhà năm đó có người thi cử. Bức tranh hàm ý nghĩa hy vọng người học trò học hành chăm chỉ rồi sẽ đến lượt vũ môn thành công như là cá chép hóa rồng. Ngoài ra, cá chép từ lâu đã trở thành đại diện cho sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Bức tranh phúc lộc song toàn thể hiện niềm hạnh phúc lớn mà con người ao ước có được trong cuộc đời và gửi gắm ước vọng bình an, thành đạt, may mắn, hạnh phúc đầy đủ qua bức tranh. Bức tranh múa lân thường được biểu diễn trong dịp Tết
Nguyên đán Trung thu, những ngày lễ đặc biệt, bởi hình ảnh con lân tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát đạt. Bức tranh rước rồng, con rồng đã trở thành linh vật của người Việt Nam, gắn liền với tâm thức về con rồng cháu tiên. Con rồng cũng là biểu tượng và biểu thị cho cả quyền uy của sự tự nhiên, cũng như trong xã hội. Múa rồng là một trò trình diễn kết hợp tài khéo léo và sức mạnh. Bức tranh Bịt mắt bắt dê miêu tả sinh động trò chơi bịt mắt bắt dê, đồng thời phản ánh cuộc sống chân chất của người nông thôn Việt Nam ngày xưa. Bức tranh Đấu vật là một trong những bức tranh nổi tiếng của làng Đông Hồ, vẽ về cảnh đấu vật của người đàn ông trong ngày xuân. Hình ảnh miêu tả các đấu thủ đều đóng khôi theo đúng phong tục của người Việt Nam xưa để lộ thân hình vạm vỡ, tráng kiện. Bức tranh Đánh đu, tranh hội đánh đu mô tả những nét đẹp văn hóa của người nông dân Việt Nam ngày xưa và nay, thể hiện sự giao hòa giữa trời và đất, mong muốn của những người nông dân mong chờ thời tiết yên lành, mùa màng bội thu. Đồng thời, trò chơi còn thể hiện tình yêu đôi lứa trong sáng và khát vọng bay cao của tuổi trẻ và tương lai. Tranh hát quan họ, mỗi độ Tết đến xuân về, trên vùng quê Bắc Kinh, Kinh Bắc lại ngập tràn sắc màu của lễ hội dân gian, cùng những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, đầm thắm. Ai đã từng đến với vùng quê này vào những ngày xuân sẽ cảm nhận rõ sự đầm thắm đậm đà của sắc xuân trên miền quan họ. Bên cạnh những bức tranh đồng hồ thì những vật dụng ngày Tết chỉ có trong nhà đại gia ngày xưa như là lư đồng, mâm đồng, câu đối, hoa thị tiên, vân vân là những thứ không thể thiếu trong nhà Tết xưa của những người giàu có. Gần Tết Nguyên Đán thì các gia đình giàu có thời xưa cũng dọn dẹp trang hoàng nhà cửa thật đẹp. Nếu như người bình thường chỉ chăm sóc cành đào, cành mai nhỏ, thì đại gia chơi các loại đào thế, mai thế, lâu năm. Trong ngày Tết cổ truyền, mỗi gia đình khá giả sẽ có một câu đối viết trên giấy thảm đỏ. Họ thường treo ở cửa chính hoặc là hai bên bàn thờ tổ tiên. Tranh Tết được chế tác cầu kỳ, nhiều bức tranh được chạm vàng hay là bạc giáp mỏng là vật trang trí không thể thiếu trong ngày Tết của những gia đình khá giả ở Hà Nội xưa. Một số người trong giới trí thức treo tranh mộc bản sản xuất ở Việt Nam vào trong những ngày Tết. Bên cạnh đó, bộ lư đồng đắt đỏ chỉ có trên bàn thờ tổ tiên của gia đình Trung Lưu ngày xưa. Thuở xưa nhà giàu có mới có mâm đồng để dâng đồ cúng ở ngày xưa trong dịp Tết Nguyên Đán về. Bên cạnh đó thì người xưa trước đây hoa thị tiên là loại hoa Tết chỉ dành cho những người có tiền giàu có, bởi giống hoa này rất là đắt đỏ và mất nhiều thời gian chăm sóc. Những gia đình thực sự giàu có mới sắm vài chậu thủy tiên để chơi vào dịp Tết. Trong những ngày Tết xưa ở Hà Nội, nhà giàu có mở kèn hát, tức là máy quay đĩa, nghe đào tửu, đào tam hát chèo, đào nam phỉ, phùng há, hát cải lương, vân vân. Đây là những loại mà đặc biệt ngày xưa họ dùng để chơi trong dịp Tết, cũng như là những người mà giàu có ngày xưa mới có điều kiện sử dụng những cái máy hát quay đĩa như thế này. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Đây là một vài thông tin ý nghĩa về trong những dịp Tết, những người cổ xưa và ý nghĩa của tranh đồng hồ trong dịp Tết như thế nào. Hy vọng Phương Văn chia sẻ để khán giả đâu đó nếu xem được video thì cũng hiểu ý nghĩa tranh đồng hồ và những dịp Tết vào cổ truyền Việt Nam đó quý vị khán giả. Thì chúng ta, những người xưa sử dụng những cái chân hoa như thế nào, và đồng thời tranh nó có ý nghĩa đặc biệt trong gia đình của họ. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Xin hẹn lại video sau.